Bệnh thalassemia hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh là một trong các bệnh di truyền lặn phổ biến nhất trên thế giới. Hiện nay, bệnh chưa có phương pháp điều trị triệt để. Người bệnh cả đời phải sống nhờ vào truyền máu và thải sắt. Tại Lào Cai, bệnh này tập trung nhiều ở nhóm dân tộc thiểu số ít người. Để giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay lần sinh con đầu tiên, anh Bộc Văn Hiếu ở huyện Văn Bàn đã biết vợ và con bị bệnh tan máu bẩm sinh thông qua kết quả xét nghiệm. Ngay cả bản thân anh cũng mang gen gây bệnh. Tuy nhiên, do nhận thức về bệnh còn hạn chế, nên hai lần mang thai tiếp theo, vợ chồng anh đều không tiến hành tầm soát, sàng lọc trước sinh. Kết quả là cả hai cháu bé sau đó đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Hai vợ chồng em lấy nhau cũng được 10 năm rồi ạ. Và lúc lấy nhau thì là không biết là mình cũng bệnh. Do vì sinh con để cái ra thì đỡ đầu thì mới biết ạ. Tuần đi làm thuê làm mướn là kiếm tiền để đưa vợ con đến viện rồi vào. Trung bình mỗi năm tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai tiếp nhận từ 70 đến 80 trường hợp đến điều trị bệnh tan máu bẩm sinh. Đây là căn bệnh di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, nên bệnh nhân phải điều trị suốt đời. Tuy nhiên, bệnh có thể được tầm soát và phòng ngừa từ sớm thông qua phương pháp sàng lọc. Chúng tôi thành lập cái phòng tư vấn tiền hôn nhân là những đối tượng cũng có nguy cơ cao về mắc các bệnh beta thalassemia. Chúng tôi tư vấn để xét nghiệm gen, có gen di truyền không. Thứ hai là chúng tôi có triển khai cái xét nghiệm sau sinh tại khoa hỗ trợ sinh sản. Chúng tôi triển khai từ năm cách đây 4-5 năm và tất cả những trẻ đẻ ra tại Bệnh viện Sản Nhi chúng tôi đều tư vấn khám sàng lọc có bệnh di truyền, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh. Tại Lào Cai, theo khảo sát, ở 5 nhóm dân tộc thiểu số gồm dân tộc Giấy, dân tộc Nùng, Bố Y, Phù Lá, Hà Nhì thì tỷ lệ người mang gen bệnh thalassemia, tức bệnh tan máu bẩm sinh, chiếm đến 24,5%. Trung bình mỗi năm, Lào Cai có khoảng 2.000 trẻ em sinh ra mang gen bệnh, trong đó có trên 80 trường hợp phải tiến hành điều trị bằng truyền máu và thải sắt. Nếu không được điều trị thường xuyên đầy đủ thì sẽ làm bệnh nhân chậm phát triển. Phối hợp với lại các cơ quan thông tin đại chúng truyền thông cho người dân hiểu biết được cái nguy cơ mắc bệnh thalassemia và các cái cách phòng tránh. Tập trung tuyên truyền truyền thông các cái hoạt động về tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm một số các cái bệnh tật trước sinh và sơ sinh và các cái hoạt động về không kết hôn cận huyết thống. Để phòng tránh căn bệnh tan máu bẩm sinh, cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, thì chính mỗi người dân cũng cần nâng cao kiến thức về căn bệnh này, từ đó có những giải pháp để tầm soát và sàng lọc hiệu quả trước sinh.